Những thói quen kém duyên và khó bỏ của một bộ phận hành khách khiến nhiều người đi chung vô cùng khó chịu. Đặc biệt là hành động gác chân lên thành ghế trên các phương tiện công cộng đã không ít lần bị lên án và thành đề tài bàn luận trên các trang mạng xã hội. Sáng nay ngày 25 tháng 10, một cô gái trẻ đã đăng tải dòng than thở khi bản thân trải qua chuyến bay chặng máy vui vẻ bởi đôi chân thiếu ý thức của một vị hành khách ngồi hàng ghế sau. Kèm theo đó là hình ảnh hai bàn chân nằm chình lình ở hai bên thành ghế máy bay khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Ý thức ở đâu, chân đã thối đầu cũng chán hẳn. Tôi tức muốn chết, tôi đã nhắc nhở mà vẫn để nhé. Do bị ốm thêm rất buồn ngủ nên tôi chỉ chụp vội sáng úp lên đây cà khịa cho đỡ bực thôi. Dòng chia sẻ của cô gái trẻ khiến nhiều người đồng cảm. Theo chia sẻ của cô gái, dù đã lên tiếng nhắc nhở về hành động thiếu ý thức này, nhưng chủ nhân của bàn chân xấu xí vẫn tỏ ra vô tư khi coi chốn công cộng như là nhà mình để thoải mái gác chân mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Không chỉ gác chân lên khe ghế máy bay, giáp cửa sổ mà một bàn chân khác còn luồn qua hai hàng ghế bên cạnh để gác lên thành để tay. Câu chuyện của cô gái sau đó đã nhận được sự đồng cảm của mọi người. Không ít người bày tỏ bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của vị khách trên, đồng thời cho rằng mỗi người khi di chuyển trên các phương tiện công cộng hay ở chốn đông người cũng nên hành động văn hóa và tế nhị hơn.